Và sau khi lập tiền thành công rồi ấy, thì em sẽ nhấn mục giao dịch này, sau đó chọn mục Spotting này, và kế tiếp chọn My Vote để chúng ta thể là vote bỏ phiếu cho dự án Balala để chia sẻ phần thưởng lên đấy là 200.000 đô token Balala. Ok, hello, chào mừng tụi em đã quay trở lại kênh Twitter Hoàng Hoàng Giang. Và mình là Giang. Trong video này Giang sẽ chia sẻ cũng nhờ hướng dẫn cho em cách chúng ta tham gia Bybit dự án Balala ở trên sàn giao dịch Bybit, chi tiết từng bước từ A-Z nha. Rồi, và trước bắt đầu nội dung video này, vẫn như thường lệ, nếu chúng ta thấy nội dung video hay và nhiều thông tin hữu ích thì nhớ ủng hộ cho Giang một like, một thích, cũng nhờ một subscribe, đăng ký kênh YouTube và nhớ bật nút chuông báo, chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất về kiếm tiền online, về các kèo đốt, cũng như về các sàn dịch từ ra nha. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nội dung của video này. Rồi, đầu tiên thì đây chính là thông báo ở trên kênh Telegram của dự án này nhá. Ok, anh em có thể là nhấp chuột phải này, chọn dịch sang tiếng Việt này để chúng ta có thể là tìm hiểu thêm nhá. Ok, đây thì anh em sẽ chia sẻ phần thưởng lên đến là 200.000 đô la token Balala luôn nha. Ok, và đây thì em sẽ đăng ký tài khoản sàn Bybit và làm ít nhất tối thiểu là 100 đô cũng như hoàn thành KC để ta có thể là vote bỏ phiếu cho dự án Balala nha. Ok, thì link đăng ký tài khoản sàn Bybit ấy, thì Giang sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận nha. Tiếp theo là thông tin về chương trình Bybit này ở trên Twitter của dự án này. Đó. Ok, thì em có thể là chuyển sang tiếng Việt để chúng ta tìm hiểu thêm này. Rồi thì tất cả những thông tin này Giang cũng sẽ để dưới video này nhá. Tiếp theo thì sẽ là hướng dẫn chi tiết cách chúng ta tham gia Bybit dự án Balala này để chia sẻ phần thưởng lên đến là 200.000 đô token Balala nhá. Ok, rồi nhấp chuột phải chọn dịch sang tiếng Việt này. Ở đây thì sẽ có các bước tham gia nha. Lát nữa thì Giang sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước luôn. Ok, đầu tiên thì em sẽ đăng ký tài khoản sàn Bybit nha, bằng email này hoặc số điện thoại này. Sau đó em sẽ đánh là hoàn tất xác minh danh tính KC này. Kế tiếp này là chúng ta sẽ nạp tiền nhá, gửi tiền trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký này. Đó, cũng như là tránh rút tiền cho đến khi kết quả bỏ phiếu được công bố nhá. Ok, thì đây anh em có thể là nạp USDT này, USDC này, hay là BUSD, CUSD, USDD hoặc là đồng đai nhá. Và đây chúng ta sẽ nạp tối thiểu ít nhất là 100 USD, tức là 100 đô nhá. Hoặc là anh em có thể là gửi 10.000 đô để chúng ta có thể là nhận phần thưởng tối đa nhá. Nạp tiền cũng như là ký gửi trong ít nhất 7 ngày này để đủ điều kiện tham gia nhá. Đây là một yêu cầu quan trọng này. Kế tiếp này, sau khi nạp tiền xong rồi thì em sẽ đang là truy cập vào đây này để chúng ta có thể là vote bình chọn cho dự án Balala này để nhận token Balala nhá. Ok, ảnh chụp nhanh sẽ được công bố này. Thời gian bình chọn cũng sẽ được công bố này. Và sau khi bình chọn vote xong rồi ấy, thì em sẽ đánh là điền vào form ở đây nhá. Đây, điền form ở đây thì anh em chỉ cần là nhập UID tài khoản sàn Bybit của anh em này, cũng như là nhập username tên người dùng tài khoản Telegram này, hoặc là tài khoản X Twitter của anh em nhá. Ngoài ra kế tiếp anh em có thể là làm thêm các nhiệm vụ ở đây nhá. Nào là nhiệm vụ intro này, rồi nhiệm vụ Bybit vote này, hay là nhiệm vụ Twitter này, cũng như là nhiệm vụ Telegram để ta có thể là nhận thêm các điểm thưởng đây nhá. Hay là nhiệm vụ content creation này, learn more này, hay là level VIP à. Ok. Rồi bây giờ thì Giang sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước rồi nha. Sau khi đăng ký tạo tài khoản sàn Bybit thành công rồi, để nạp tiền ấy thì em sẽ nhấn mục mua ngay này. Sau đó ở đây thì chúng ta có thể là nạp tiền qua giao dịch PFP này, hoặc là nạp tiền mã hóa bằng cách là chuyển tiền chuyển coin từ các sàn hoặc ví tiền tử khác nha. Và sau khi nạp tiền thành công rồi ấy thì em sẽ nhấn mục giao dịch này, sau đó chọn mục Spotting này. Và kế tiếp chọn My Vote để chúng ta có thể là vote bỏ phiếu cho dự án Balala để chia sẻ phần thưởng lên đấy là 200.000 đô token Balala. Ngoài ra chia thêm nhá, thì video hướng dẫn chi tiết các chúng ta nạp rút tiền qua giao dịch PFP hoặc là nạp tiền mã hóa bằng cách là chuyển tiền chuyển coin từ các sàn khác hoặc ví khác về sàn Bybit ấy, thì Giang cũng sẽ để link video ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận nhá. Như vậy là Giang đã hướng dẫn cho em cách chúng ta tham gia Bybit bỏ phiếu cho dự án Balala để chia sẻ phần thưởng lên đến là 200.000 đô token Balala hoàn toàn miễn phí 100%.
Thì nếu như em có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn đề nào ấy thì nhớ để lại comment bình luận xuống dưới video để Giang có thể là giải đáp trả lời cho em nha. Và cuối cùng nhớ like, thích, share, chia sẻ video này và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh tút để ủng hộ Giang ra nhiều video hơn nữa nha. Còn bây giờ, hẹn lại các anh em trong video chia sẻ tiếp theo của Giang.